Chị ơi, em là học sinh nhưng em rất thích nuôi hamster. Chị có thể giới thiệu cho em combo hamster và vật dụng cơ bản được không? Em cảm ơn chị nhiều. Ok, hôm nay ở shop chị vừa xuất chuồng một bầy hamster giá rẻ nè. Đây là dòng hamster Campbell. Các bé được 3 tuần tuổi, đã biết uống nước và ăn rất là tốt. Nè, các em xem nè, tụi nó giành nhau ăn thấy thương ghê không? Còn đây là bé hamster sô-cô-la khoang trắng. Nó mập nhất bầy luôn đó. Bạn nào thích bé thì đến shop đón ngay nha. Vì số lượng hamster Campbell ở shop còn rất là ít. Mấy con khác nó ăn xong, nó chuẩn bị đánh răng, nó đi ngủ tới nơi rồi. Còn cái bà khoang trắng này bà ngồi bà ăn hoài luôn nè. Bởi vậy nói sao mà không mập cho được. Nhược điểm của những em hamster Campbell này á là hơi nhát người. Nhưng để làm quen với các bé thì cũng không có gì khó hết. Ban đầu thì các bạn cứ đeo bao tay vào và chơi với bé. Ngoài ra thì các bạn có thể lấy thức ăn đút cho nó ăn thì nó cũng rất là thích và dễ làm quen với các bạn hơn. Tiếp theo là những vật dụng cơ bản cho bé. Đầu tiên là gói thức ăn hỗn hợp nhỏ, bình uống nước chân không có vòi bằng thủy tinh và bịch cắt bi lót chuồng. Đây là một combo hết sức cơ bản dành cho các bạn mới tập nuôi hamster. Nếu các bạn muốn mua thêm vật dụng cho bé thì mời các bạn đến shop mình tham khảo nhé. Tổng thiệt hại cho combo này là